Thưa chi bộ hiệu trưởng nhà trường. Kính thưa cô Dương Thị Thảo, phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường. Kính thưa thầy Trần Hữu Tiến, chị ủy viên phó hiệu trưởng nhà trường. Kính thưa cô Trần Thị Sáng, chị ủy viên phó hiệu trưởng nhà trường, cùng toàn thể quý thầy cô và gần 1.500 bạn học sinh thân mến. Chúng em là Minh An, Thu Thảo. Hôm nay chúng em rất là vinh dự được đại diện cho chi đoàn 12 tháng 1 kể câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sau đây câu chuyện của chúng em xin phép bắt đầu. Bác Hồ, vị lãnh tụ vĩ đại, muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam, người đã quan tâm đến thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước. Ngay trong những ngày đầu thành lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, bác dù bận trong công nghiệp việc nhưng vẫn bỏ ra thì giờ của mình để viết những lá thư gửi đến các cháu học sinh nhân ngày khai trường. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, đánh dấu một cuộc mới cho dân tộc Việt Nam ta. Đó cũng chính là lúc mà bác bắt đầu quan tâm đến sự nghiệp giáo dục. Bức thư bác gửi đến học sinh trong ngày khai trường vào tháng 9 năm 1945, ngay sau khi bác gặp bản tuyên ngôn độc lập. Trong thư bác viết: tôi đã cảm nhận thấy, tôi đã tưởng tượng ra trước mắt cái cảnh tưng bừng nhộn nhịp của ngày khai trường ở khắp các nơi. Em hãy lắng nghe tôi, người lời của một người anh lớn lúc nào cũng ân cần và mong mỏi các em được giỏi giang. Trong những năm học tới đây, tôi mong các em cố gắng, siêng năng học hành, ngoan ngoãn, nghe thầy, yêu bạn. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không? Chính là một phần lớn ở công học tập của các em. Và thực tế cho thấy, Việt Nam ta đã sánh vai với các cường quốc Nam Châu trong các kỳ thi quốc tế có chất lượng. Rất nhiều đoàn học sinh của Việt Nam đã tham gia vào các kỳ thi, các cuộc thi mà mang về rất là nhiều thành tích cao. Để chống lại nhập dốt, ngay sau ngày khai trường mới, bác đã có bức thư gửi đến những người đã biết chữ thì hãy dạy cho những người chưa biết chữ, vợ chưa biết thì chồng bảo. Em chưa biết thì anh bảo, cha mẹ chưa biết thì con bảo, người làm chưa biết thì chủ nhà bảo, những người giàu thì mở lớp học tại tư gia để dạy cho những người chưa biết chữ ở hàng xóm láng giềng, còn những chủ đồ điền thì mở lớp dạy cho người làm của mình. Ngày 31 tháng 5 năm 1955, bác Hồ cũng đã gửi thư cho các em học sinh và toàn bộ sinh viên, giáo viên. Trong thư bác có nói chúng ta cần phải loại bỏ những cái dở trong giáo dục và tiếp thu những cái hay, cái tốt để phục vụ cho nhân dân, cho tổ quốc. Lúc nào bác cũng đặt sự nghiệp của đất nước lên hàng đầu. Vào ngày 20 tháng 9 năm 1956, nhưng ngày khai trường mới, bác cũng có thiết mừng đến năm học. Tuy nội dung ngắn ngủi nhưng chứa đựng tình cảm sâu xa của bác đối với thế hệ học sinh và giáo viên. Bác viết: bác mong các cháu gắng sức thi đua học hành, nghe thầy, yêu bạn, tiến bộ nhiều. Tôi mong giáo viên gắng sức thi đua dạy bảo các cháu sao cho tiến bộ. Tôi mong phụ huynh của học trò gắng sức giúp đỡ nhà trường trong công việc giáo dục con em mình có nhiều kết quả tốt đẹp. Và cứ như thế, hàng năm bác vẫn ân cần gửi thư cho đến cho các em học sinh. Đến năm học 1968-1969, bức thư cuối cùng của bác được cho đi. Trong bức thư, bác có khen ngợi về thành tích học tập của các cháu, khen ngợi thành tích những cái tốt, cái hay trong giáo dục. Chiến tranh vẫn đang còn leo thang, nước Mỹ vẫn còn ngoan cố. Bác mong muốn người dân, học sinh ngày càng cố gắng hơn để đưa nước nhà đi lên. Nghe lời và làm theo lời căn dặn của bác, các lớp đàn anh đàn chị của trường chúng ta đã mang lại biết bao nhiêu niềm tự hào. Cụ thể như anh Trần Xuân Lĩnh, chị Cẩm Hà, chị Mỹ Duyên và nhiều anh chị khác đã đạt được kết quả cao trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia vừa rồi và những kỳ thi học sinh giỏi khác. Năm học 2018-2019 đã đến rồi. Trong cái hân hoan rộn ràng ngày đầu tiên năm học, em xin chúc tất cả các bạn, quý thầy cô cùng đoàn các bạn học sinh sẽ có một năm mới đạt khá nhiều thật là nhiều thành công và sẽ cố gắng được nhiều hơn nữa để mang được nhiều vinh quang về cho trường, thực hiện được mọi lời bác Hồ dặn. Năm học mới chúng em xin kính chúc quý thầy cô dồi dào sức khỏe, các bạn học sinh chăm ngoan học hành để đạt được kết quả tốt trong năm học. Chúng em xin cảm ơn quý thầy cô cùng toàn thể các bạn đã quan tâm lắng nghe.